Chúng ta hướng dẫn cho bà con ở phía đông xem ra bên ngoài một chút nữa để dành phần sân bãi cho các chi đội tiếp theo thực hiện phần thi của mình. Như vậy là các em chi đội 7 đã vừa hoàn thành rất tốt phần thi của mình. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa, quý vị dành tặng và chúc mừng các em. Xin được cảm ơn các em rất nhiều. Em đề nghị với chi đội 4 sẽ chuẩn bị đưa đội hình của các em ra sân bãi. Chào hỏi tay của tất cả quý vị, chúng ta chào đón